Võ Đang là môn phái nổi tiếng với nội công tâm pháp thâm hậu, kỹ năng luyện đan siêu đẳng. Võ Đang thuộc hệ thổ với hai đường chính là Võ Đang khí và Võ Đang kiếm. Võ Đang khí là môn phái có sát thương lớn tầm xa, cơ động cao và khống chế tuyệt vời. Bác cập nhi phục, phát huy lực tấn công cơ bản 100%. Xác suất làm choáng 35%, lôi công tối đa 154 điểm. Vô ngã vô kiếm, phát huy lực tấn công cơ bản 120%. Xác suất làm choáng 15%, lôi công tối đa 704 điểm. Thiên địa vô cực, phát huy lực tấn công cơ bản 135%. Xác suất làm choáng 45%, lôi công tối đa 998 điểm. Ngoài ra còn các kỹ năng bị động và hỗ trợ nổi tiếng khác, Thế Vân Tung, Trần Vũ Thất Tiệt, Thái Cực Thần Công và đặc biệt là Võ Đang Cửu Dương Công. Côn Lôn phái được thế nhân xưng tụng là chốn tu luyện của những bậc cao nhân tiên thánh. Côn Lôn thuộc hệ thổ với hai đường chính là Côn Lôn Đao và Côn Lôn Kiếm. Côn Lôn Đao là môn phái có sát thương lớn tầm xa, cơ động cao và khống chế tuyệt vời. Hô phong pháp, phát huy lực tấn công cơ bản 167%. Xác suất gây choáng 25%, lôi công tối đa 286 điểm. Cuồng phong sợ điện, phát huy lực tấn công cơ bản 172%. Xác suất gây choáng 35%, lôi công tối đa 616 điểm. Ngạo tuyết tiêu phong, phát huy lực tấn công cơ bản 185%. Xác suất gây choáng 40%, lôi công tối đa 853 điểm. Ngoài ra còn các kỹ năng bị động và hỗ trợ nổi tiếng khác, huyền thiên vô cực, nhất khí tam thanh, xương ngạo côn lôn và đặc biệt là vô nhân vô ngã. Kiếm Vương 1, ADNX Mobile, vua dòng game kiếm hiệp nhập vai.